đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một mẫu hoa bằng cà rốt rất đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng nguyên một củ cà rốt như thế này và chúng ta sẽ lấy khoảng 10cm đằng cuối. Các bạn hãy pha cho tôi thành khối vuông, vẫn dựa theo cái đường chéo của quả cà rốt. Chúng ta đã có một cái hình tứ giác như thế này. Các bạn hãy dùng dao tỉa. Từ những cái cạnh của tứ giác đó, các bạn sẽ vót tam giác vào cho tôi, vót nhọn vào. Các bạn cắt phần đuôi đi một tí. Vậy là chúng ta đã có 4 cánh hoa. Đây là hoa thị cánh đơn, khi bày chúng ta bày theo khó. Chúng ta sẽ từ từ lách một đường dao vào trong. Tiếp tục lại lách một đường dao nữa. Cứ như thế các bạn tỉa được 4 cánh hoa. Các bạn lưu ý hãy lách mũi dao vào thật sâu trên cái đỉnh của hình chóp này. Chúng ta lấy ra, vậy là chúng ta đã có một bông hoa. Tương tự như thế các bạn hãy tỉa cho tôi đến hết khối nguyên liệu. Thường thì hoa thị cánh đơn sẽ được bày theo khóm. Đó là từ 4 cho đến 5 bông. Tiếp tục chúng ta lại vẫn cứ như thế. Độ dày và độ mỏng của cánh tùy thuộc theo đường dao của các bạn. Các bạn muốn lấy cánh dày cũng được, muốn lấy cánh mỏng cũng được. Nhưng theo tôi thì các bạn nên tỉa cánh vừa phải thôi. Để sau khi chúng ta tỉa xong thì cái bông hoa chúng ta nhìn vào cái cánh hoa nó sẽ nhìn hấp dẫn hơn. Các bạn lưu ý hãy lách mũi dao vào thật sâu. Nếu như các bạn lách mũi dao không sâu thì cái bông hoa của chúng ta sẽ không lấy ra được đâu. Vậy là chúng ta đã có được 4 bông hoa rồi. Và hôm nay khóm hoa chúng ta bày ra 4 bông thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng dưa chuột. Các bạn hãy lấy cho tôi khoảng 2/3 quả dưa chuột. Các bạn hãy chia đôi nó ra. Ta sẽ có hai nửa dưa chuột như thế này. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tỉa rẻ quạt. Cách tỉa rẻ quạt thì đó là gì? Chúng ta sẽ pha đôi quả dưa chuột ra đặt nằm trên mặt thớt như thế này. Chúng ta cắt một đường chéo. Tiếp theo các bạn sẽ cắt những cái đường chéo này song song với nhau cho đến hết khối dưa chuột, nhưng để dính một đầu khoảng độ 2 phân. Đó, chúng ta sẽ được một lát dưa chuột như thế này. Sau đó chúng ta lại cắt tiếp một lát như thế song song với lát trước. Và cái tỷ lệ giữa hai lát dưa chuột là bằng nhau. Các bạn lưu ý này, độ nghiêng dao của các bạn càng nhiều bao nhiêu thì cái rẻ quạt của chúng ta nhìn càng đẹp bấy nhiêu. Càng dài, cái râu rẻ quạt nó càng dài. Các bạn cũng lưu ý cho tôi là nếu như các bạn mà cắt cái lát dưa chuột mà nó dày quá đó thì nó sẽ khó gập cái cánh vào. Và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành gập cánh nó lại. Chúng ta sẽ gập so le, tức là gì ạ? Cứ cách một cánh thì chúng ta lại gập một cánh lại. Cứ cách một cánh thì chúng ta lại gập một cánh lại. Và khi gập thì các bạn lưu ý cho tôi đó là gì? Gập từ từ thôi. Vừa gập vừa nghe ngóng để biết được rằng là gì, cái dưa chuột nó vào từ từ. Nếu như các bạn mà có thái dày quá mà cố gò ép cho nó vào thì nghiễm nhiên là nó sẽ bị gãy. Những cái lát dưa chuột rẻ quạt như thế này thì tùy thuộc các bạn cắt từ 10 lát, 9 lát, 11 lát đều được cả. Tức là gì, không kể số chẵn hoặc số lẻ. Cứ tùy thích các bạn cứ cắt cho đến khi hết khối nguyên liệu thì thôi. Và đến cái cuối cùng chúng ta sẽ gặp phương án như thế này. Bây giờ chúng ta đã có một cái rẻ quạt rất là đẹp. Và sau đó thì chúng ta sẽ đang bày vào trong đĩa. Chúng ta sẽ cắt vát nó đi một tí cho nó lượn. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng những cái bông hoa thị cánh đơn của chúng ta vừa tỉa xong, chúng ta sẽ ghép nó vào như thế này. Thời gian tỉa rất nhanh và nguyên liệu thì đơn giản, cà rốt và dưa chuột. Chúng ta đã tạo được hai cái màu tương phản giữa màu vàng và màu xanh, bày rất là đơn giản. Mẫu tiếp theo sử dụng tất cả những cái lát của chanh, của cà chua để chúng ta có thể tạo hình. Đầu tiên các bạn hãy tỉa cho tôi những lát cà chua thật mỏng.
Khi tiểu cà chua, các bạn lưu ý sử dụng con dao thật là sắc để tránh tình trạng dây vỏ làm cho quả cà chua của chúng ta nó bị nát. Chúng ta đã có những cái lát cà chua như thế này, và sau đó thì chúng ta lại cũng làm những cái lát chanh như thế thật là mỏng, tương xứng với cà chua. Chỉ cần kết hợp những cái màu sắc của nó và những cái lát cắt đơn giản thôi, các bạn cũng có thể tạo được thành những cái hình hoa văn, rồi những cái hoa văn cách điệu theo kiểu Gothic rất là đẹp, và không cần phải vận dụng cái phương pháp cắt tỉa nhiều. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành xếp cho tôi, đó là gì ạ? Xếp cà chua, và sau đó thì tương tự chúng ta sẽ xếp chanh. Tương tự như thế, cứ một lát cà chua và lại một lát chanh. Các bạn lưu ý khi xếp thì các bạn để cho những cái khoáng hở của cái nguyên liệu của chúng ta nó rộng rộng ra một chút, thì nó sẽ phô được hết tất cả những cái đẹp của cái nguyên liệu. Các bạn sẽ dồn cho tất cả những cái khoảng cách giữa những cái lát chanh và lát cà chua của chúng ta nó đều nhau. Sau đó các bạn sẽ sử dụng một quả chanh như thế này. Với cách tỉa bình thường thì có thể là các bạn sẽ sử dụng dao nhọn và các bạn sẽ đánh những hình tam giác chéo như thế này để chúng ta có thể có được một hình hoa. Nhưng với những người không biết tỉa thì sẽ có một cách tỉa đơn giản hơn, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ cắt đôi quả chanh ra, và sau đó thì các bạn sẽ dùng dao tỉa những hình chữ V trên quả chanh. Các bạn lưu ý khi tỉa hình chữ V thì các bạn hãy nghiêng dao về đằng ngoài, tức là chúng ta sẽ lấy tâm của nó bằng là cái cạnh của miếng chanh để chúng ta đưa hình chữ V xuống. Đây là cách tỉa đơn giản nhất chứ không cần phải dùng dao để chúng ta có thể đục nó ra. Và chúng ta đã có được cái như thế này. Sau đó thì cùng cái đế chanh ở dưới, các bạn hãy cắt ra cho tôi như thế này. Các bạn dùng một con dao nhọn, các bạn sẽ lấy tí xíu phần chanh ở dưới đi. Bỏ cái ruột chanh ở giữa và phần hột. Các bạn lưu ý là con dao của các bạn khi làm cái việc này là phải thật sắc để giữ được những cánh hoa ngoài không bị nát. Chúng ta sẽ dùng một quả cà chua bi, chúng ta cắt đôi và cũng sử dụng tăm để chúng ta cố định quả cà chua bi này vào tâm của quả chanh. Rất đơn giản, các bạn cũng cắt cho tôi cái đít chanh nó thẳng một chút. Chúng ta đã có một hình cung như thế này rồi, thì các bạn sẽ tiến hành đặt cho tôi cái chân đế vào giữa cái hình cung đó, và tiến hành chúng ta đặt bông hoa chanh của chúng ta lên. Vậy là bông hoa của chúng ta đã hoàn thành rồi. Và với đĩa hoa như thế này thì các bạn cũng có thể bày món ăn rất là đẹp, hấp dẫn, tạo thêm nhiều các cái sự cảm quan cho gia đình trong cái bữa ăn.